Chào mừng các bạn đến với thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ tổ chức liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 4 năm 2024. Và chúng ta sẽ được đắm chìm trong một không gian điện ảnh đầy đam mê và ý nghĩa. Sẽ có những cái phim chất lượng về nghệ thuật cũng như những phim hấp dẫn về khán giả sẽ được trình chiếu tại Liên Hoan. Với hội đồng giám khảo quốc tế uy tín cùng các giám tuyển chất lượng, các nhà làm phim sẽ có cơ hội học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trên toàn thế giới. Tôi không nghi ngờ về việc liên hoan phim được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố đẹp với văn hóa đẹp, sẽ vượt xa một cuộc lễ hội đơn giản và trở thành một quãng thời gian quý báu để quảng bá văn hóa châu Á đầy xúc động ra thế giới. Xin hãy chờ đón liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi sẽ gặp gỡ các bạn. 안녕하세요. 제1회 호치민 국제 영화제 개최를 진심으로 축하드립니다. 베트남을 비롯한 전 세계 관객분들이 호치민 국제 영화제를 통해 다양한 영화와 문화를 향유할 수 있기를 기대합니다. 오는 10월 베트남에서 개봉하는 검지 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. Hi everyone. I'm Anderson Lay. I'm looking forward to joining the HIP team and we're very excited to bring new films from around the world to Vietnam in April 2024. Chào mừng bạn đến với thành phố không ngủ, thành phố Hồ Chí Minh, và mở ra bầu trời điện ảnh đầy mới mẻ và độc đáo. Liên hoan phim sẽ đưa bạn đến những thế giới mới. Từ những dự án độc đáo đến bức tranh điện ảnh quen thuộc, từ cuộc triển lãm công nghiệp điện ảnh đến những show diễn và các hoạt động bên lề hấp dẫn, liên hoan phim sẽ là một hành trình hòa mình vào những giấc mơ và suy tư. Cả nhà hãy chuẩn bị cho mình một tấm vé mời, thư mời. Hoặc là đăng ký fan zone, fan club để chúng ta cùng đi sự kiện nhé.